hàng. Ở đây thì mình sẽ mua một cái trang bị hoàn toàn mới mà chúng ta vừa mới ra mắt ở trong cái phiên bản OB26 này. Đấy chính là cái trang bị drone mọi người ạ. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình nhá. Thì ngày hôm nay là chúng ta sẽ tiếp tục là làm cho các bạn xem thêm một video nữa. Và được rồi, ở cái video lần này thì các bạn đều biết rằng là cái phiên bản cập nhật OB26 của chúng ta vào ngày hôm qua đã cập nhật hoàn thành xong hết rồi. Và trong cái phiên bản này thì chúng ta sẽ có một số cái điều thay đổi ở bên trong cái con game của chúng ta. Về cái điều đầu tiên mà mình muốn nói ở đây đấy là khi mà các bạn gọi là nhảy dù xuống một cái khu vực nào đấy mà các bạn pick cái vị trí ấy thì chúng ta có thể nhìn thấy gọi là một cái ký tự để chúng ta có thể nhảy xuống một cách dễ dàng hơn. Thì mình nghĩ là đây là một cái lợi thế khi mà các bạn chơi team ấy. Thì ví dụ như kiểu anh em nào gọi là đội trưởng chẳng hạn, anh em mà gọi là pick một cái vị trí thì những cái đứa khác là cũng phải nhảy thẳng xuống cái vị trí đấy, chứ không gọi là có cái chuyện gọi là nhảy một thằng thì nhảy một khu, thằng còn lại lại nhảy cái khu khác thì có mà toang đi các bạn. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ lên thử bên trên cái căn nhà L này xem có cái đồ gì ngon không nhé mọi người. Và như mọi người đều biết rằng là trong cái phiên bản mới này chúng ta thì sẽ ra mắt một cái khẩu súng sọt gun mới. Thì nữa mình sẽ nhặt được cái khẩu súng sọt gun này và trải nghiệm cho mọi người coi là xem cái khẩu súng này của chúng ta là có khỏe hay không nhá. Là xem cái phiên bản OB26 chúng ta có thể sử dụng được cái khẩu súng này hay không, hay nó cũng chỉ là một cái khẩu súng gọi là ra mắt không khác gì những khẩu súng như kiểu là Pharaoh các thứ. Những khẩu súng đấy thì nói chung là ra mắt cho có, nói với cả anh em là cũng có sử dụng mấy khẩu súng ấy đâu đúng không? Bên này chỉnh cái nút là gọi là bắn cho dễ cái đã anh em ạ. Bắn gọi là gánh tim luôn. Đã ngu còn hay sủa. Ô, mình nghe chân này, mình quay khuôn này của người. Ê, vãi trường một thiên nhiên vừa chạy qua ngang qua đây. Ngang qua đây này bạn ơi, rồi ôi. Tự nhiên mình lại bước qua đời nhau như thế à. Vớ va vẩn chạy ngang qua mặt tôi một đường à. Ở phiên bản này thì các bạn thấy là ở trong cái phiên bản OB26 chúng ta ấy, thì ở đây là mình đã nhìn thấy là một cái huy hiệu. Còn đây là gọi là huy hiệu bán hàng mọi người ạ. Có nghĩa là cái máy bán hàng tự động của chúng ta có vẻ như sẽ quay trở lại với cả cái khu vực thung lũng. Đấy là các bạn nếu mà muốn mua những cái trang bị mới hoặc là những cái khẩu súng khác ấy mà vẫn chưa có thể nhặt được ở trong cái trận đấu của bạn thì các bạn có thể là vào cái máy bán hàng tự động này mà mua. Hôm nay chúng ta sẽ xem thử bên trong cái máy bán hàng tự động này nó có gì thay đổi không mọi người nhá. Nếu mà mọi người để ý kỹ ở phía bên trái này chúng ta sẽ có một cái vật dụng mới. Ê, cái đậu xanh rau muống một thằng này. Mày nhảy vào đây là cái gì? Đậu xanh rau muống, đang định mua đồ gọi là test thử cho anh em coi. Thì các bạn có thể thấy là trong cái máy bán hàng tự động này đấy, là để có thể là mua được đồ trong cái máy bán hàng này thì các bạn sẽ phải thu thập được cái huy hiệu bán hàng. Ở đây thì mình sẽ mua một cái trang bị hoàn toàn mới mà chúng ta vừa mới ra mắt ở trong cái phiên bản OB26 này. Đấy chính là cái trang bị mini drone mọi người ạ. Ngoài ra cái trang bị này thì một số bạn có thể gọi là một cái tên gọi khác như kiểu là mini UAV cũng thế, cũng không khác gì nhau. Và cái tác dụng của cái vật phẩm này thì sẽ cho các bạn gọi là có được một cái tầm nhìn bao quát với những cái gọi là khu vực ở xung quanh vùng cái UAV mà nó đang chạy nhá mọi người. Này, bởi vì mình nhìn thấy một thanh niên ở quanh khu này rồi. Một thanh niên này chạy đâu của nắng này, trời ơi headshot vỡ đầu luôn. Đó, vậy là đấy là cái cách sử dụng của cái trang bị vật phẩm là mini drone. Đấy là nếu mà các bạn nào chưa biết sử dụng ấy thì các bạn chỉ cần khi mà các bạn đã mua xong cái trang bị mini drone này hoặc là loot được của kẻ địch ấy thì các bạn chỉ cần ấn giữ cái nút bắn ấy. Đấy thì chắc chắn là chúng ta sẽ sử dụng được cái trang bị mini drone này. Ngoài ra thì các bạn thấy là khi mà chúng ta đi xe ấy, chúng ta sẽ có thể tweet còi được. Đây là một cái game khá là hay, một cái phiên bản cập nhật khá là hay. Ê bên này có bò lạc này, cái đậu xanh ra bắn tôi. Bắn nào, bắn tôi à bạn ơi, rồi ôi. Chạy ra cái khu vực này làm cái gì? Tôi đang chỉ cho anh em cách sử dụng cái trang bị mini drone thì ông này tự nhiên chảy sổ ra bắn tôi, thế là không được rồi. Ô, vãi nhà ai luôn. Vừa kêu thằng này cái lại có thêm 7 cái huy hiệu bán hàng, thế là tha hồ mua cái trang bị mini drone rồi mọi người. Rất là đơn giản phải không? Đó, với cái trang bị mini drone này ấy, thì mình khuyên rằng là với những bạn nào mà có cái lối chơi gọi là không để ý gọi là cái minimap hay là để ý cái môi trường xung quanh ấy, thì các bạn có thể sử dụng cái trang bị này. Các bạn sử dụng bất kỳ lúc nào mà các bạn cảm thấy nguy hiểm ấy thì các bạn sẽ gọi là biết được những cái vị trí kẻ địch ở xung quanh các bạn. Đấy, nếu mà có thằng nào cái là nó sẽ hiện ra cái chấm đỏ ở minimap ngay, vì thế các bạn sẽ biết được kẻ địch. Ở đây thì mình sẽ quay trở về với cả cái máy bán hàng tự động và mua thêm 2 cái trang bị mini drone luôn mọi người nhá. Đó, rất là ngon luôn. Thì với 2 cái trang bị này thì chúng ta sẽ dễ dàng giành top 1 hơn. Bởi vì mình thì mình hay có thói quen đấy là rất là hổ báo, nhưng mà mình nhảy lên mình sấy chúng nó ấy, gọi là mình không thèm để ý xung quanh một tí gì luôn. Nhưng mà khi mà chúng ta kết hợp với cả cái trang bị video này thì mình nghĩ là đây sẽ là một cái điều hoàn toàn khác biệt luôn mọi người ạ. Ok được rồi, bây giờ chúng ta sẽ đu lên cái khu vực cổng trời luôn mọi người nhá. Ở đây thì các bạn thấy là chúng ta sẽ có được cái mục chat này. Đấy, cái mục có 3 chấm này nó sẽ gọi là thay đổi một xíu. Có nghĩa là trong cái mục này ấy, ví dụ như những cái người mà đang xem các bạn này và các bạn vừa mới kill xong ấy mà chúng nó sẽ tiếp tục xem các bạn và chúng nó sẽ gửi cho các bạn là một cái lời mời các bạn. Đấy, thì lúc đấy là nếu mà các bạn thích thì các bạn có thể là kết bạn hoặc là các bạn tắt cái thông báo này đi để không thèm để ý. Như vậy nó sẽ tiện hơn. Đấy là khi mà cái việc mà các bạn vừa mới chơi game xong ấy và các bạn lúc đấy ấy, mà các bạn muốn kết bạn với cả những cái người mà các bạn vừa kill ấy thì lại rất là khó, gần như là không thể luôn. Đó.
Ngoài ra thì ở trên cái khu vực cổng trời, chúng ta sẽ có thấy là một số cái hòm. Đây là cái hòm rất là đặc biệt luôn. Các bạn là mình có vẻ như trận này là mình đến hơi muộn nên là chúng ta không thể nhìn thấy được cái hòm của nó còn nguyên vẹn được. Cái hòm này là nó đã bị mở rồi anh em nhé. Bị mở và bình thường ấy là trong những cái hòm này thì sẽ có những cái trang bị gì? Thứ nhất là bao gồm là M249. Thứ hai là bao gồm là cái khẩu súng sổ căn mà mình đang bảo là tí nữa mình nhặt được mình sẽ review cho mọi người coi ấy. Đó, còn nếu mà không được thì chúng ta cứ sử dụng cái combo này thôi cũng được. Ok, bên này thì chúng ta lại có một cái hòm nữa này, không biết là bên trong có cái khẩu súng sổ căn hay không. À đấy, mọi người thấy chưa? Bên trong này ngoài khẩu AK kia lại có thêm một cái khẩu súng sổ căn mà mình muốn nói. Nhưng mà các bạn là không có đạn sổ căn nên là chẳng có dại gì mà tôi nhặt cả, anh em hiểu không? Ok, bên này một con bò lạc này. Vai và trưởng đang đi xe phía ngoài đường, tự nhiên thanh niên này nhảy ra làm cái gì đấy bạn ơi. Trời ơi, khổ thật ông này ghê luôn đấy. Tôi đang tính là đi xuống cái khu vực có tính mà tự nhiên bắt được cái con bò lạc. Dễ vãi trưởng luôn. Ok, và nếu như anh em có để ý ấy, là trên cái bản đồ ở cạnh cái vật phẩm súng chúng ta có thể nhìn xung quanh. Đây là một cái điều gọi là mới update chúng ta mọi người ạ, mọi người để ý nhá. Thì khi mà các bạn nhìn xung quanh bao quát này nó sẽ không ảnh hưởng gì trong cái việc các bạn đi lái xe. Nhất là các bạn ngồi sau quay 360 độ thứ nhìn thoải mái luôn em ạ. Cái đậu xanh rau muống, tôi vừa mới đang đi xe gọi là hóng gió quay cú lại cái chưa gì đã có một thằng khác nó cắn trộm mình rồi. Thằng này hình như nó chọn là cái chết rồi mọi người ạ. Phải dạy cho nó một bài học mới được. Ok nhá, được rồi. Nào bây chúng ta sẽ lên xe và chạy ngược lại cái khu vực đằng sau thôi. Thằng này láo nháo thật sự luôn đấy. Đâu rồi, ra đây bạn ơi. Mình chỉ chờ bạn ra ngoài mình xử tử bạn thôi. Vớ va vớ vẩn ra cắn trộm mình cả. Ê, nó chỉ tầng 2 kìa. Thôi xong tao thấy rồi. Chạy đâu em ơi. Lũ đen né né đi. Ăn được một liễu đi. Trời ơi. Ô, bên dưới cũng có cái máy bán hàng tự động à? Ê, ok, tôi sẽ dưới lấy cái bán hàng. Gọi là tôi sẽ sử dụng trưng dụng cái máy bán hàng tự động luôn nhá. Và trước mắt là chúng ta sẽ sử dụng cái trang bị của máy quét UAV luôn. Đó, đấy chính xác gọi là mini drone mọi người nhá. Khi mà mình sử dụng cái trang bị này để mình check xem là ngoài thiên nhiên này ra thì không biết là sẽ còn thiên nhiên nào khác nữa không ở quanh khu vực này. Ok, mua lựu đạn của mini drone rồi. À, thằng kia nó chơi khám vãi trưởng luôn anh em ạ. Nó còn câu lựu xuống phía dưới luôn chứ. Mà bên ngoài thì lại là cái vùng danger nên chắc chắn là mình sẽ không ra ngoài mình câu lựu đâu. Không có dại gì. À, nếu mà chúng ta không câu lựu được ra phía bên ngoài chúng ta câu từ trong vào đấy. Đúng không? Hợp lý vãi lồn. Đừng chơi không sợ mưa rơi. Nào ông tự ông chúa trên đấy mà ông sống được á. Nào ăn quả liệu đi bạn ơi. Nào câu hai góc luôn cho nó khỏi ke mình mọi người ạ. Ui bên ngoài nổ như giang lạc này. Sợ thật đấy. Nào ơi tôi lên được rồi. Thằng kia đâu rồi? Mày chạy đi đâu rồi em ơi? Mày chỉ ở quanh cái khu vực này thôi đúng không? Chạy làm sao được mãi. Ơ đây rồi. Thấy mày rồi em ơi. Úi dồi ôi. Hai thằng đều có tính nặng CR7 cả. Căng vậy. Thế bây giờ tôi đi móc lốc ông luôn nhá. Ông tưởng ông sống được à? Vớ va vẫn thằng tõi này nữa. Mày đâu rồi? Mày đâu rồi? Ô, nó đã chạy rồi à? Trong ba sau kế chuột ở thử sách của bạn này. Ok. Thế bây giờ mình cứ núp ở phía bên này nhá. Gọi là chờ thời cơ anh em ạ. Nó chạy ngang qua cái là mình sấy cho nó không chuyển phát nào. Ông thấy quái nào? Không thấy nhỉ? Hay để xuống dưới xem. Hello motherfucker. Trượt lại thế gì này? Ui rồi ôi, sao ông lại ngồi chỗ này? Rồi ôi, thương thế cơ. Ui rồi định gọi là định chơi mình nhưng mà đâu có cửa đâu. Mình dã cho không chuyển phát nào anh em ạ. Khổ thật thanh niên. Đấy, tưởng đùa với người nhện mà dễ à? Ok, bây giờ thì chúng ta đang tiến ra cái khu vực khác rồi. Và quanh cái khu này thì nó khá là vắng người các bạn ạ. Thì nói chung là trong cái phiên bản cập nhật này của chúng ta thì nó sẽ có một số cái điều nó đáng để nói. Ê à, bỏ lại, bỏ lại này em ơi. Chạy đâu, mày đâu, solo là bạn ơi. Vớ va vẫn gặp tôi mà không biết chạy đi à. Nhớ nhà nhăng. Đó thì ở đây là thứ nhất là điều mình muốn nói đấy là trong cái phiên bản này sẽ có một cái khẩu súng mới chúng ta. Đấy là cái khẩu súng sổ căn. Thứ hai là các bạn lên những cái khu vực cổng trời thì sẽ có được một số cái hòm đặc biệt. Các bạn có thể sử dụng những cái hòm đặc biệt này để có thể lấy những cái trang bị súng cần thiết. Như kiểu là M249 hoặc là cái khẩu súng sổ căn mới mà mình vừa mới nói đấy. Bên này có bò lạc này em ơi, mình sẽ canh thằng này đã. Nào, mày ra đây em ơi, rồi mày chạy đâu, rồi ôi dăm ba mấy quả bông keo ấy làm sao chắn được đạn M40 tôi được. Ra đây nào bạn này, ra đây. Ôi mày trốn vào phía bên trong à? Làm hách lão luôn nha, chắc chắn nó nhảy trong nhà. Đấy tôi biết ngay mà. Đâu. Dễ vãi luôn. Trời ơi, ông sống làm sao được thấy chưa? Mà tôi nhắm mắt là tôi cũng chấp được ông nha. Vớ vả vẫn được chơi tôi phải dễ à? Có dành còn câu lao này nữa. Khu này vắng vãi chưởng luôn, người vẫn chưa thấy đâu em ạ. Nào, người đâu rồi? À, nào, mẹ, toàn mấy thằng chuyên đi cắn trộm thêm ạ. Hóa ra thằng này nó núp trên tròi, cái đậu xanh rau muống, gọi là cái vị trí là thiên hòa địa lợi đấy, được đấy. Nhưng mà từ từ để tôi cuốn máu cho đấy đã, ông tưởng chơi tôi mà dễ á. Là mình nghĩ là mình sẽ chạy ra phía cái hòn tính kia. Đấy, đồng thời dựng keo luôn. Đấy, mày bắt làm sao kịp được. Vớ vả vẫn tôi ủ một đống mồm keo, tôi chỉ để dành cái trường hợp thế này thôi. Ông hiểu không? Ôi, ngoài ra tôi có cả lưỡi hái này, gọi là tôi chạy được ông mà đuổi bằng mắt nhá. Nào, à đâu. Ôi em xin lỗi em ơi.
Em xin lỗi anh ơi, sổ em đùa tí thôi mà bật căng thế. May mà có mang theo cái bộ sửa chữa giáp anh ạ. Mà lại phải chạy học mẫu hộp ra bay ra mới đẻ được đạn thằng này. Tí nhá, ok được rồi đấy, lao chạy ra không thấy ngay luôn. À, bộ lạc này, ôi vãi trưởng. Ơ cái đậu xanh thằng mẫu đùa nhau đấy à. Nào, mày chạy đâu, mày chạy đâu, rồi ôi, hết sốt luôn anh. Vách cả trưởng luôn, đúng ta máu kìa. Mà đùa nhau à. Thằng kia là bét cắn trộm hay sao ấy, nó cứ chơi, tính chơi bình hòa vậy. Ở bên này có cái nỏ này, em sẽ cầm cái nỏ này bắn tròi luôn nhá. Cái đậu xanh giờ muốn con cờ hó kia nó cắn trộm mình hơi nhiều rồi. Nào, ăn nỏ, ăn nỏ đấy mẹ. Nào, bình tĩnh nào. Cứ đòi bắn mình là sao? Cái đậu xanh không dính à? Thằng anh bất tử à? Mày ở bưởi. À, nếu mà nỏ không chơi được thì thôi, tôi chơi tay không vậy. Dụng kêu luôn. Nào, định bắn ai? Vớ vả vẩn, tôi trẻ con với ông chắc. Nó cấu lên kìa. Ui rồi ôi. Mày quá em ạ, mày vẫn còn cái màng bảo vệ của C7 không là quả đế gọi là về với cả đất mẹ rồi em ạ. Ok nhá. Thái câu hai quả liệu 9 mạng vãi trưởng luôn, tít làm đất. Đây, ok, dụng keo luôn này. Đấy, làm gì. Bây giờ mọi người biết mình sẽ làm gì không? Mình sẽ dùng bông keo gọi là chốt chặn đường thằng này lại, không cho nó chạy đi đâu được mọi người ạ. Nào là nhìn này, mình chỉ làm một lần thôi. Thêm quả nữa này, easy không? Quá là easy luôn. Nào giờ ông tính em gì? Nhảy xuống, vãi trưởng luôn. Cái đậu xanh, đấy là cái bước đi mình không thể nào mà ngờ được. Mày ra đây rồi để anh vuốt vào đầu chú ra nào. Ra đây nào, sồi vỡ đầu luôn rồi chiều. Sồi, cái thằng đầu gất noi này nữa. Ok, quá là easy luôn. Và nếu như các bạn thấy video mình hay ấy, thì các bạn đừng quên để lại giúp mình like và nhớ subscribe kênh YouTube của mình mọi người nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều.